Vừa qua, trung tâm đào tạo Modkids đã tổ chức buổi casting thử trang phục trình diễn và chụp ảnh cho bộ sưu tập Little Angel của thương hiệu MMK. Đây là chuỗi hoạt động được chuẩn bị cho đêm diễn Angel Night, được dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2019. Đêm hội của những thiên thần, nơi để tỏa sáng và phát hiện ra những gương mặt tài năng trong làng người mẫu Việt Nam. Hôm nay có cái buổi để gặp các bé trong chương trình Angel Night, gặp các nhà thiết kế để cho các nhà thiết kế chọn những cái bé mà để mặc trang phục của nhà thiết kế. Hôm nay là cái buổi casting của cái nhãn hàng MMK á, để chọn ra cái gương mặt mà để đại diện cho cái thương hiệu của họ đó. Bé rất là phấn khích. Từ sáng giờ là bé cứ đòi mẹ là phải dẫn bé đi sớm, rồi bé đứng tạo dáng trước trước kiến để mà cho cái tự tin trước khi trình diễn với ban giám khảo. Luyện tập rất là nhiều, bé nói chung là rất háo hức để được đi diễn trong cái show thời trang sắp tới. Tham gia buổi tuyển chọn là những gương mặt thí sinh nhí tiềm năng đã được lựa chọn góp mặt trong đêm trình diễn. Theo đó, các bạn nhỏ lần lượt phải trình diễn kỹ năng catwalk và thử trang phục của nhà thiết kế để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất đại diện cho thương hiệu MMK. Sau khi kết thúc, các bạn nhỏ có tên trong danh sách sẽ lần lượt được lấy số đo, kích thước để may trang phục và chụp ảnh quảng bá cho bộ sưu tập. Hoạt động để chuẩn bị cho đêm diễn đang trong giai đoạn nước rút và sẽ diễn ra xuyên suốt cho đến hết đêm trình diễn chính thức. Ban tổ chức và các thí sinh đang tích cực tập luyện và chuẩn bị không ngừng cho đêm diễn Angel Night 2019 được diễn ra một cách thành công nhất.